Xin chào anh em đã quay trở lại nhóm review. Thì ở video lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn một cái máy Ancel pin GST3. Thì cái máy đấy để chuyên dụng cho cái việc hàn cell pin, cái pin cell hoặc pin laptop. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái mạch để chế mạch DIY, các bạn có thể chế cái máy hàn cell được nếu như các bạn không có đủ điều kiện để mua một cái máy hàn cell như vậy. Đây là một số cái mạch hàn điểm chỉnh dòng ngoài áp. Đấy, thì ở đây nó có một số loại là 40A và 100A, thì để các bạn tiện để các bạn có thể chế được. Đấy, kết hợp với một số cái máy pin áp. Đấy, để các bạn chế. Thì ở đây mình có 3 cái. Đây là máy thì đây là mạch hàn điểm chỉnh dòng 40A, 41A. Thì nó sử dụng thyristor BTA41 với RE55B. Đấy, cùng với một số cái biến trở để các bạn điều chỉnh thời gian và áp vào. Thì con này với con này tương tự, con này hai con này giống nhau, chỉ khác nhau ở thyristor thôi. Con này 100A, con này là 41A. Đấy, chỉ khác nhau con thi thôi, mà mạch thì tương tự nhau. Đấy, thì nó con này cũng vậy, với hai con này khác. Con này đây, con này cũng dùng thi to 41A, nhưng con này không sử dụng là E55B mà con này sử dụng STM8. Đấy, con này nhiều hơn, nó có LED báo hiệu ở đây và cả màn hình để hiển thị. Đấy, thì dài điều chỉnh thời gian của mấy con này đều từ 0,02 đến 1 giây. Đấy, nhưng như con này nó LCD hiển thị nó chia 50 mức, mỗi mức tương ứng với 20 ms. Và con này thì cái góc điều chỉnh, cái phần trăm điện áp đầu vào nó có thể từ 30 đến 100%, với hai con này chỉ là từ 40 đến 100% thôi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ sử dụng một cái biến áp 12V để mình sẽ thử chạy con này. Còn hai con này thì mình chưa có bút hay bút hàn điểm ấy, bút hàn cell ấy để mình test, nên là mình sẽ giới thiệu qua thôi. Mình sẽ thử qua để hiển thị LED lên con này cho các bạn xem. Đây, thì khi mình cấp một cái nguồn AC 12V vào đây thì nó sẽ hiện này. Đây, còn bên này là sẽ là phần cấp nguồn AC 220 để điều chỉnh. Đây, các bạn lấy đầu ra hàn điểm ở đây. Đấy, với tương tự các mạch này cũng vậy. Các mạch này thì đầu vào 220V thì nó là hai cái lỗ này trên này. Đấy, đầu vào máy biến áp ở đây, đầu ra một hàn điểm ở đây. Đấy, đây thấy trên màn hình LCD, trên cái màn hình LED hiển thị đây. Đấy, thì đây nó cũng sẽ có 50 mức với timer. Đấy, thời gian hàn mỗi mức tương ứng với 20 ms, nó sẽ hiển thị lên trên LED này. Đấy, đây từ 30 đến 99. Đấy, mới có cái LED báo ở dưới này, báo trạng thái nguồn đầu vào, có cái trạng thái khác. Đấy, thì những cái mạch này sẽ giúp cho các bạn trong quá trình các bạn muốn chế một cái máy hàn cell pin. Đấy, kết hợp với một số máy biến áp để các bạn có thể làm cái máy hàn cell được. Đấy, thì video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.